Học sinh Hà Nội như ngồi trên đống lửa chờ chốt môn thi vào lớp 10. Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn thấp thỏm ngóng đợi thông tin chốt thi 3 hay 4 môn. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết về phương thức tuyển sinh lớp 10 của Trung học Phổ thông Công lập năm học 2024-2025. Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển bao gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư nếu có sẽ được công bố trong tháng 3 năm 2024. Những ngày này, chủ đề mà các phụ huynh trao đổi sôi nổi trên khắp các diễn đàn, bất kể ngày đêm, đó là có nên thi thêm môn thứ tư để tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội hay không. Phần đa phụ huynh đều mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thể bỏ môn thi thứ tư để con bớt áp lực thi cử. Không ít người chia sẻ bài đăng, bình luận trên mạng xã hội như một cách giải tỏa áp lực cho chính mình và bày tỏ tâm tư đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bên cạnh những ý kiến mong muốn bỏ bớt môn thi, cũng có luồng quan điểm phân vân, lo ngại việc bỏ môn thi thứ tư có thể khiến học sinh học lệch, chỉ tập trung vào những môn của kỳ thi mà sao nhãng các môn học còn lại. Nhiều phụ huynh, trong trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn quyết định thi thêm môn thứ tư nên công bố sớm để học sinh có kế hoạch và lộ trình chuẩn bị. Trao đổi với Vietnamnet, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở quận Đống Đa cho hay, các phụ huynh dù lo lắng nhưng cũng cần bình tĩnh để định hướng dài hơn cho con. Mỗi tỉnh thành có một phương án tuyển sinh lớp 10 khác nhau. Hà Nội thường công bố số môn thi, thi môn nào vào khoảng tháng 3, giai đoạn giữa học kỳ của lớp 9. Theo vị này, việc học lệch hay sao nhãng các môn khác sau khi công bố môn thi nếu có cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, không phải số đông các em bỏ bê hoàn toàn các môn để tập trung môn thi vào lớp 10. Tuy nhiên, theo thầy giáo này, kể cả thi 3 hay 4 môn, phụ huynh cũng cần nhắc nhở, giải thích cho con hiểu rằng việc trang bị kiến thức toàn diện là vô cùng cần thiết, đặc biệt để có hành trang sau khi vào lớp 10. Các phụ huynh cần thay đổi nhận thức, bởi không phải việc đỗ được vào trường trung học phổ thông công lập là mục tiêu duy nhất. Cho dù không có môn thi thứ tư, các trường và các thầy cô vẫn có trách nhiệm bồi đắp kiến thức các môn học để học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở, thậm chí cung cấp thêm những kiến thức để sau này khi lên trung học phổ thông, các em sẽ có nền tảng để chọn được các tổ hợp theo học tiếp. Do đó, ở thời điểm này, phụ huynh và học sinh cần đồng quan điểm, nhận thức rằng việc hoàn thành chương trình các môn trung học cơ sở là một trong những mục tiêu rất quan trọng và buộc học sinh và các thầy cô phải thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi kể cả khi đỗ vào trường trung học phổ thông, các em vẫn phải học tập tiếp và để việc học tập tiếp tục được tốt, buộc các em phải có cả kiến thức và kỹ năng của các môn học trong tổ hợp, chứ không phải là chỉ những môn thi mà mình lựa chọn ở những năm học tiếp. Do đó, vị hiệu trưởng khuyên các thầy cô ôn luyện cũng như các em học sinh cần phân bổ thời gian hợp lý, trước mắt cần hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Tức không có nghĩa khi biết số môn thi hay thi môn nào, các em bỏ bê các môn còn lại, đó là quan điểm rất sai lầm.